quá, còn nghề của bà Nhiên là rang đậu, nghề của bà Xí là bóc vỏ đậu, quá sạch luôn đó bà Xí ơi, quá ngon luôn nè, nhìn ngon. Na rong dừa này. Biết sao không bà Xí? Bà Nhiên rang với cái nhiệt độ thấp 400 thôi bà Xí, nên nó chín từ từ á, nó chín từ từ.